tay của em nữa nè. Đúng rồi đó, đó là món đồ chơi rất lớn. Ua. Ôi dồi ôi dồi dồi. Ui, nó mặt kia cơ. Đúng rồi đó, đó là món đồ chơi rất lớn. Chúng ta cần phải đi ra ngoài thôi. Có lẽ là mình quá lớn. À Jim, Mia, bữa trưa đã sẵn sàng. À Jim, Mia, ấy trời ơi, mọi người đâu rồi, À Jim, Mia, mọi người đâu rồi? À Jim, Mia. Đi nào, đi nào, đi ăn nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó là một con quái vật kẹo. Ôi, chạy. Khoan, đừng chạy mà. Ôi trời ơi, quái vật. Ôi. Con quái vật kẹo. Ui. Mọi người đâu rồi? Mia, em đâu rồi? Ui. Đi ra chỗ khác đi con quái vật. Tránh xa quái vật. Ui. Nastia đây mà. Nastia. Nastia. Tại sao bạn là một con quái vật thế? Anh đã không dọn dẹp phòng của mình. Giúp mình với các bạn. Được rồi Nastia, mình xin lỗi. Ơi, mặt của em. Tay của em nữa nè. Thế là xong rồi đấy, đi ăn thôi. Không, đi và dọn phòng của anh đi. Các bạn cần phải dọn phòng mình mỗi ngày đấy.